Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Hôm nay con xin thọ trì đọc tụng bài kệ phẩm thứ 12 thấy nghe được lợi ích trong Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng Sức Oai Thần kiếp số Hà Sa Khó Tổ Trần thấy nghe một niệm chim ngưỡng lễ trời người lợi ở sự không ngừng, hoặc đồng hoặc thần cùng nam nữ bao tầng sẽ xa vào đường dữ, trí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều chịu tội dữ, tuổi thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em cả ruột rà lớn khôn người đến đều không biết nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc bẻ hoặc tô đại sĩ hình cảm thương chim lễ biệt chẳng đành, trong 21 ngày luôn niệm hiệu danh Bồ Tát hiện thân đến với mình, chỉ đành vững thủ ở nơi nào, dầu xa ác thú cũng được ga mau, nếu được không lui lòng tín ngưỡng thanh kia Bồ Tát bước đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành mong đã ba cõi khỏi tự sinh, người này đã phát lòng bi lớn trước nên chim lễ đại sĩ hình nghe tên quy y đón chẳng lành, cúng dường kinh lễ phát lòng thành. Bao nhiêu nghiệp trướng chẳng hề ngăn trướng nặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phải tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tái ách, giàu lập nguyện lớn trần nghĩa bàn, đập rồi quên rồi luôn sốc mắt, người này nghiệp trướng nó làm mê, học đại thừa kinh không mời về, y phục uống ăn các ngòi cụ, cũng dừng để tặng bữa hương hoa, dùng tràn nước trong bài trừ tượng, canh một ngày đêm bưng lê uống sanh lòng ăn trọng cường ngũ tân, của thịt tài dâm cùng giỏi luống trong 21 ngày trước sáng sanh, chuyên làm tượng niệm thương nhân danh, chim bao thay đỏ tôm dung hiện, thức rồi liền đặng trí không lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tay, nghìn vàng đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ ở thần lớn thầm giúp người kia có hệ tài, chúng sanh nghèo khổ lệ ốm đau, cửa nhà họ hẹn người lệ nhau ngủ mê mộng mị không an giấc, còn muốn hỏng hư trận được nào, dốc lòng chim lễ địa tạng ngày, bao nhiêu việc ác thầy tiêu ngay, nhận đến chim bao đều an cả, quỷ thần phụ hộ của dưới xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giật đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều nỗi gian nan cũng không lường, sắp sửa ra đi đâu trước đường, cúng dường kinh lễ cùng trướng ngưỡng. Núi đường biển cả có bao trong, ác tai tiêu sạch thường an sướng, Quan Âm lắm nghe ta nói rõ, địa tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tiếng đại sĩ đầy sức nọ, như người nghe đến địa tạng danh. Hết lòng chiêm ngưỡng. Như người nghe đến địa tạng danh, chí thành chiêm ngưỡng hết lòng thành, chí thành chiêm ngưỡng hết lòng thành, hương hoa uống ăn dân y phục, trăm nghìn bảo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đêm công hồi Phật giới, rút đá thành Phật sanh tự khỏi, Quan Âm nên biết khắp tim bài, chuyện khắp thà xa nhiều cõi nước. Con xin hồi hưởng công đức đọc tụng thọ trì bài kệ này đến ba chúng sanh ba cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, mong các vị phúc duyên tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, sớm tu hành niệm Phật nương tựa quy y Tam Bảo và nương tựa ngày Địa Tạng Bồ Tát, và mong ngày Địa Tạng Bồ Tát độ các vị và giải thoát trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni So Ha.